Các bạn ơi, nếu nhà các bạn ở trong xa, xa chợ, xa quán, mà còn bao nhiêu đây bột khoai mà trưa bé nhà mình có buồn miệng đó, có thích ăn quạt buồn miệng đòi hỏi mua bánh, thì các bạn hãy lấy ra ngay tức khắc các bạn làm cái món này nha. Cái món này là ăn không chê vào đâu được hết, mà làm rất nhanh mà rất là rẻ tiền. Cái này là bột khoai mình để nấu chè nè các bạn. Nấu chè thì mình ngâm trước nha. Còn bây giờ thì mình làm món ăn vặt cho bé, mình không cần ngâm. Chỉ có một chút xíu thôi, như đây chừng 30g à. Rồi bây giờ chúng ta bắt một cái chảo nè. Món ăn vặt siêu nhanh, siêu độc chiêu luôn. Đây, mình đợi dầu nó nóng nha các bạn. Cái này là phải chiên dầu nóng. Các bạn chiên từ từ, ít ít thôi, đừng chiên nhiều, đừng chiên một lần nhiều nha. Lần nhiều các bạn làm không kịp, nó là nó dễ bị chai. Đây đó, mình thử dầu nè. Giờ là chưa được nha các bạn, phải dầu thật nóng mới được. Dầu mà không nóng mình đưa vô nó chai luôn nè. Mình để tí nữa cho dầu nóng. Mình thử một lần nữa xem sao nha. Mình lấy miếng nhỏ nhỏ mình thử một lần nữa nè. Nếu nó nóng là nó phình lên liền. Chưa được nóng lắm rồi nè. Như vậy là dầu vẫn chưa nóng nha các bạn. Đó, mình lấy miếng nhỏ thôi. Như vậy là cái miếng này nó bị chai rồi nè. Để coi nó phồng lên không. Đây đây đây, phồng, phồng. Phồng, cũng phồng đó các bạn. Vậy là nóng rồi đó. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn chiên đừng có cái gân này ở chính giữa nha. Nếu mà còn cái gân ở chính giữa là nó còn dai đó. Nó chưa xốp hết. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta bỏ vô chiên, chiên từ từ nè. Cũng chưa nóng lắm ha. Nó nở lên vui lắm các bạn ơi. Rất là vui tai. Đó, được rồi đó. Vớt ra liền. Cái món này là ăn rất là nhanh mà rất là rẻ tiền, mà ngon lắm nha các bạn. Ngon dữ lắm. Hồi ở Sài Gòn mình có làm cái món này cho cháu mình ăn, mà ăn ngon bất ngờ luôn. Không cần làm nhiều đâu. Làm nhiều ăn không hết luôn á. Giờ nóng mà nó phình lên dữ lắm. Rất là nhanh ha. Nhanh lắm các bạn ơi. Ăn vặt thì có nhiều cách, nhưng mà có nhiều cách ăn lắm. Mình ăn như thế nào cũng phải gìn giữ sức khỏe nha các bạn. Ngon mà phải lành. Dầu này là dầu mình mới chiên à. Mình tắt lửa rồi. Kế tiếp là chúng ta bắt cái chảo lên, chúng ta cho vô đây một chút xíu nước nha. Ít ít thôi. Rồi chúng ta cho đường vô các bạn. Mình làm như thế này là ăn ít đường lắm nè. Đường của mình là đường vàng nha. Cho một muỗng rưỡi đường. Chúng ta quậy lên.
chừng nào mà đường nó nổi bọt đều hết như vậy là được nha các bạn. Làm cái này nó nhanh mà nó gọn, ăn nó ngon. Chúng ta lắc cái chảo này đều nè cho nó kẹo lại. Sắp được rồi đó các bạn. Còn đồng ở đây một miếng nước. Các bạn cứ lắc vậy nha. Cho nước nó bay bớt. Cho nước nó bay hơi bớt nè. Còn nước á. Sắp được rồi đó các bạn ơi. Chúng ta tắt bếp. Rồi chúng ta múc đường bên đây ha. Chúng ta rưới lên. Không cần trộn đâu. Rưới nó cũng đi xuống hết rồi các bạn. Không cần đều nha. Nó không cần đều rồi mình ăn cái chỗ nhạt, cái chỗ ngọt nó ngon, nó có cảm giác là ngon. Đây, tới lên. Đó. Không có đường nhiều nha các bạn, đường nhiều ăn nóng đó. Tại vì đồ chiên mà đường nữa ăn nóng. Rồi, thế là chúng ta đã xong một món ăn vặt rồi đấy. Tuyệt vời luôn, làm rất là nhanh mà rất là kinh tế ha, nhưng mà ngon à, ngon lắm nha các bạn. Mình có làm thử rồi, mình có ăn rồi, ăn nó ngon, ăn cốm bình thường các bạn. Xin mời.